Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách lắp chong chóng 8 cánh bằng loại vải của bên shop cho chó mầm non nhé. Thì đầu tiên khi chúng ta mua về thì cũng sẽ có các thành phần như là cánh chong chóng này, phần ốc để đính cố định này, dây này và phần để cố định cánh chong chóng. Thì với một cái phần nhựa đen để cố định cánh chong chóng này thì chúng ta nhìn đây sẽ có hai vết chấm trắng ở đây. Thì các bạn để ý vào hai cái chấm trắng này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lắp cánh chong chóng vào điểm chấm trắng thứ nhất. Thứ hai bạn sẽ lắp vào điểm chấm thứ hai. Tiếp tục như thế. Hai cái vết trắng này nó sẽ xo le nhau. Và các bạn sẽ lắp các thanh cánh chong chóng màu khác vào đây. Đây các bạn cứ làm tuần tự và lần lượt như thế với 8 cái cánh chong chóng. Các bạn có thể thứ tự màu là do các bạn tùy thích nhé. Bạn lắp hết những cái cánh còn lại vào, cứ lắp xo le theo cái đường mà mình đã lắp. Đang còn hai cánh nữa. Và sau đó lắp cánh cuối cùng là sẽ hoàn thiện được một cái chong chóng nha. Sau khi các bạn lắp thì các bạn ấn lại các cái khớp cho nó cố định vào một vị trí. Đó. Các bạn chỉnh lại. Đó. Như vậy là các bạn đã hoàn thành lắp xong một cái song song 8 cái bằng vải. Tiếp theo, khi giờ mình sẽ dạy cho các bạn cách cố định song song trên dây nhá. Thì khi các bạn đặt mua hàng ở trên shop ấy thì sẽ được tặng một cuộn dây như thế này. Đây. Thì trước tiên chúng ta sẽ sử dụng hai chiếc ốc bằng sắt để cố định chong chóng. Các bạn xỏ con ốc đầu tiên vào chong chóng vào dây. Tiếp theo bạn xỏ dây qua và các bạn cho thêm một ốc sắt. Thứ tự là nó sẽ là như thế này. Hai ốc sắt sẽ ở hai bên và chúng ta sau đó chúng ta sẽ dùng kìm để kẹp cố định cái vị trí của chong chóng. Đây các bạn dùng kìm kẹp nhẹ vào đây và kẹp nhẹ phía bên còn lại. Đó.
Thế là các bạn thấy là trong chóng có thể cố định ở giữa hai cái này đoạn dây rồi. Chào các bạn, video hướng dẫn lắp trong chóng 8 cánh đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã mua hàng ở Bếp Sốt.